Nguyên chú ơi, này nào thầy Jimmy cũng lên nói Lạc Phong, à nói Lạc Loài tập 1, tập 2, tập 3 thấy sao? À, thấy đạo đau lòng quá chú. À, tôi không cần biết là những người đó đúng ở đâu sai ở đâu, nhưng bây giờ đem nhau ra tìm nhiều cách khác nhau để mà nói xấu nhau là tôi không có đồng ý rồi đó, tôi không có đồng quan điểm. Đã từng là anh em, đã từng ngồi với nhau rồi, bây giờ nếu như ai sai thì để cho một người sai đi, bây giờ lên đem nhau để làm gì, thắng thua để làm cái gì? À, hổ chết thì để lại da, còn người chết thì để lại tiếng thơm cho đời, còn chết mà để lại tiếng nhục, cái kiếm tiền mà để người ta chửi rủa lên thì cái đồng tiền nó chả có ý nghĩa gì cả. Các bạn biết là từ đầu đến giờ tôi chưa bao giờ, nhưng mà tôi chưa bao giờ mà tự nhiên đi kiếm chuyện hay là bịa đặt hay là vu khống cho ai, hay là tự nhiên đi chửi rủa ai. Mà các chứ tôi không phải là như những cái con người khác chỉ có ăn mới nghĩ ra rồi bịa ra những cái câu chuyện để mà đi hãm hại người khác. Thôi nha mọi người. Các bạn biết là tôi sống tôi không bao giờ dựa vào một cái gì gọi là phốt của ai để mà đem lên để mà hãm hại họ hay là để trù dập họ. Các bạn đợi đợi tôi một chút nha. Để hôm nay những người mà còn cho rằng là Lạc Phong với cả Ngoan là thật sự là thương yêu nhau hay không thì tôi cho các bạn nghe thế này nha. Mọi người thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm này. Nhá mọi người, các bạn nghe này. Mời các bạn chuẩn bị nghe, thắt dây an toàn để nghe xem cái mối quan hệ của Lạc Phong với của Ngoan thế nào nhá. À, cô chú anh chị like đi để bắt đầu em cho nghe phim hay. Phim hay nha mọi người nhá, chuẩn bị nghe nhá. Cô chú anh chị bình tĩnh, nhưng mà không có là rớt té ghế luôn nhá mọi người. Cô chú anh chị bình tĩnh một chút để chuẩn bị nghe phim hay, không có té té ghế nhá. Để xem có đúng là em Ngoan là nói là Phong tốt thật như thế không nhá. Đúng, cô chú anh chị nghe này, chuẩn bị cẩn thận, nó rớt nó té ghế nhá. 1 2 3. Và tiếp tục mời các bạn đón xem chương trình đọc truyện đêm khuya tập 2 nha mọi người. Quả vừa rồi các bạn nghe rồi thì chúng ta chuẩn bị ngồi vững ghế này mọi người, nắm tay ghế nhá, để chuẩn bị nghe đoạn thứ hai này. 1 2 3 này, nắm ghế này, bám chắc vào này. Bám chắc vào. Đúng là cuộc đời cảm thấy bất công mà ai ơi ngửa mặt mà trông thạch xanh thì ít lý thông thời nhiều. Đúng là ai ơi ngửa mặt mà trông thạch xanh thì ít lý thông thời nhiều đó các bạn. Ha ha ha, đúng là những người sống đạo lý thường giống như chú Thủy phải không cả nhà. Bám chắc vào mọi người ơi, nắm tay ghế chắc vào không là té ghế về chú Thủy đó ạ. À, a hi hi. Like ủng hộ em đi ạ. Tiểu Phương tặng cả nhà nhiều trái tim ạ.